Chào các bạn đến với kênh của mình. Có bạn nào biết được là về trầm mặc của Lăng Nguyễn Hữu Hào, thân phụ của Nam Phương Hoàng hậu ra sao không? Vậy nay mình sẽ đưa các bạn tham quan một chút về nơi đây nhé. Lăng Nguyễn Hữu Hào nằm ẩn mình trên một ngọn đồi ở thành phố Đà Lạt. Khu lăng mộ của Nguyễn Hữu Hào mang vẻ trầm mặc nhưng chưa nhiều du khách đến thăm khám phá. Được biết, khởi công xây dựng vào năm 1939, khu lăng mộ là nơi chôn cất và thờ ông Nguyễn Hữu Hào, thân phụ của Lam Phương Hoàng hậu, vợ của vua Bảo Đại, và vợ ông là bà Lê Thị Bình. Khu lăng mộ được xây dựng bề thế uy nghi trên ngọn đồi, xung quanh bao phủ bởi rừng thông nguyên sinh. Lăng mộ phảng phất kiến trúc của cung đình Huế, pha trộn nét kiến trúc phương Tây. Trên đỉnh lăng lợp ngói truyền thống có hình một cái cây thánh giá. Để lên lăng mộ, sau khi qua cổng, người viếng thăm phải đi bộ lên 158 bậc thang. Những bậc đá thoai thoải, hai bên là hàng thông chạy dài, là điểm check-in yêu thích của nhiều du khách khi đến thăm lăng. Hàng rào quanh sân khu lăng mộ có họa tiết hoa sen cách điệu đà. Một góc của mái tre của khu lăng mộ, công trình dù đã trải qua 80 năm nhưng vẫn vững chãi, đầy uy nghiêm dù bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Vừa rồi mình vừa đưa các bạn đi khám phá sơ qua về lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào và có thể thấy được vẻ trầm mặc của nơi đây. Nếu có thời gian rảnh hoặc nếu qua có ghé thăm qua Đà Lạt chơi thì chúng ta hãy đến để thăm viếng khu lăng mộ này nhé. Nếu các bạn thấy video mình vừa chia sẻ hay, hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.